Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với góc sống vui sống khỏe của Thuận. Và ngày hôm nay Thuận rất là mừng, thật sự là rất là vui. Mấy ngày trước đây thì Thuận thường tập chạy vào buổi chiều, và thường là cự ly của Thuận chạy vừa sức là tầm khoảng 3 cây mà thôi, và thi thoảng hứng hứng mới chạy là 5 cây. Nhưng mỗi khi mà chạy 5 cây thì rất là mệt, và thậm chí chạy 3 cây thôi thì cũng rất là mệt các bạn ạ. 3 cây thôi, và đặc biệt ý là ở đây là có thể do mình không biết kỹ thuật. Trước đây mình cứ chạy vậy thôi, nhưng mà không có hiểu nhiều về kỹ thuật chạy. Cho nên khi mà chạy, đặc biệt là cái phía cái ống đồng ấy, nó rất là đau. Và thường chạy đến tầm cây thứ 2 là đã rất đau rồi, và thường sẽ cố gắng thì mới có thể chạy được đến cây thứ 3 để hoàn thành cái mục tiêu. Đây, mục tiêu của mình là mỗi ngày chạy ít nhất là 3 cây. Nói chung là cái thời gian như vậy là khi mình chạy thì nó đau, nó khó chịu, và thậm chí là mất rất nhiều thời gian mình mới có thể hoàn thiện được cái thời gian, hoàn thiện được cái cự ly là 3 cây là như vậy. Thế thì ngày hôm nay, khi mà buổi chiều ngày hôm nay Thuận có ngồi uống nước với cả em Thao. Em Thao này là một trong những cái bạn học cùng với Thuận, và em này là một có thể nói là một vận động viên chạy rất là chuyên nghiệp. Em ấy chạy bán kính cái khoảng cách là 21 cây rồi 42 cây rất là nhẹ nhàng. Thế thì Thuận mới tâm sự là như vậy. Thuận mới tâm sự với Thao là: Thao ơi, không hiểu tại sao khi mà anh chạy tầm khoảng hơn 2 cây thì cái phần ống đồng của anh nó rất là đau, cơ nó đau lắm và mình rất là khó để mà chạy. Thế thì ngay lúc đấy Thao bảo: thế em biết tại sao rồi. Ok, nhưng mà lúc đấy thì Thuận mới có nói là: ok, vậy thì tối anh em mình cùng chạy cùng, để Thao hướng dẫn lại cho anh cái kỹ thuật chạy xem như nào cho nó không bị đau chân. Thế là tối ngày hôm nay thì Thuận vừa chạy về xong cùng với Thao xong, thì Thao có hướng dẫn của mình những kỹ thuật chạy rất là đơn giản. Đầu tiên là về cái phần khởi động. Về phần khởi động trước khi chạy thì Thuận cũng đã khởi động. Và cái cách của Thuận khởi động, có xem một video của một bạn vận động viên. Bạn này là trong đội tuyển điền kinh quốc gia. Bạn ấy dạy là 11 hay 12 bước khởi động gì đó, thì Thuận cũng làm theo như vậy. Nhưng mà hôm nay khởi động với Thao thì Thao có bổ sung thêm một vài cái động tác khởi động, nói chung là rất là hiệu quả, là căng cơ. Cái mục tiêu của khởi động, Thao có giải thích cho Thuận là làm sao để thật căng cái cơ ra. Khi cái cơ của mình căng giãn ra thì như vậy nó sẽ làm quen với cái gọi là cái cường độ giãn như vậy, thì khi mà mình chạy thì nó đỡ bị đau. Đấy là cái thứ nhất. Cho nên là khi mà chúng ta chạy thì chúng ta cố gắng khởi động. Thì một số cái động tác khởi động của Thao rất lạ, là đầu tiên là mình gọi là được Thao hướng dẫn mấy cái động tác như thế này. Nói chung là cúi người, rồi chúng ta cong cái mũi chân lên chẳng hạn, rồi chúng ta để chéo chân, rồi chúng ta cúi người xuống, chúng ta đan hai tay đằng sau gáy và hất lên. Thì có thể mấy cái động tác này thì nó không có lạ gì so với các vận động viên chạy, nhưng thực sự đối với Thuận là một cái người chạy nghiệp dư thì mình thấy những động tác này nó cực kỳ là hiệu quả trong cái việc chạy. Thì đấy là cái thứ nhất khi mà vận động trước khi chạy. Còn trong khi chạy là cái cách mình đặt cái bàn chân. Mấy ngày trước thì Thuận khi chạy thì đây, giả sử là bàn chân thì Thuận thường tiếp cả cái bàn chân là như thế này. Đây là mặt đất chẳng hạn, thì Thuận tiếp cả cái bàn chân như thế này. Thì chính vì tiếp bàn chân này thì Thao giải thích là cách tiếp của Thuận như thế này cho nên nó mới bị đau cái phần ống đồng. Thế hôm nay Thuận có được Thao hướng dẫn là khi mà chạy thì mình tiếp là tiếp lệch. Tức là khi mình tiếp chân xuống thì cái má ngoài của bên time, chân ấy, của hai bên chân, tiếp hơi nghiêng distance, 6.31 km 5-7 độ gì đấy so với mặt đất. Thì như vậy khi chạy thì nó giảm được cái lực tác động lên cái phần phía là cái phần phía xương ống đồng, và như vậy nó sẽ giảm được cái phần tác dụng, cái tác động của lực lên đó, nó sẽ giảm đau. Và thực sự ngày hôm nay khi chạy 5 cây mà Thuận cảm giác cực kỳ là thoải mái, không hề có bị đau một chút nào cả về cái phần ống đồng. Tất nhiên về cái phần phía trong lòng bàn, cái phía trong hai má của cái phần xương ống chân ấy, thì nó có hơi có cảm giác nhức nhức một chút, nhưng mà nó cũng không có quá là quan trọng, tại vì cái cảm giác nhức đấy nó vẫn thoải mái, nó không quá là khó chịu như là cái cảm giác nhức hai ống đồng. Tại vì cảm giác nhức hai ống đồng là cực kỳ là khó chịu và khiến mình hầu như là hết sức luôn, mình không có đủ sức chịu đựng để mà chạy tiếp được nữa. Thì đấy là hai cái thành công lớn nhất ngày hôm nay khi mà mình được đi chạy cùng với Thao.
Ngoài ra thì Thao có hướng dẫn thêm mình một cách thở nữa. Tuy nhiên là do cái lực, cái sức của mình chưa bền, cho nên là cái cách thở của mình là vẫn chưa chuẩn. Cho nên là trong quá trình mình chạy, mình thở vẫn còn ra được cái tiếng rất là mạnh. Thì đây là một trong những cái mà mình sẽ phải cải thiện trong thời gian tới khi mình chạy cùng với Thao. Đó, thế cho nên là Thuận mới nghĩ là đúng là các cụ ngày xưa lại có một cái câu rất là hay là gì? Không thầy đố mày làm lên, đúng không ạ? Thì bất kỳ một trong việc gì cũng thế, mình cũng phải tìm cho mình những cái người thầy, những cái người đi trước, hay nói khác là những người đã thành công rồi, và họ sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ cho mình cái cách làm đảm bảo mình sẽ thành công hơn, sẽ nhanh hơn. Và cái thành công đó nó sẽ không phải trả giá bằng những sự đau đớn, và những thành công đó nó sẽ bớt đi cái mồ hôi, bớt đi cái nước mắt. Một lần nữa mình muốn cảm ơn Thao rất nhiều vì đã chia sẻ cho mình những cái kỹ năng chạy rất là quan trọng này. Đối với Thao thì nó đơn giản, nhưng đối với Thuận thực sự nó là một sự thay đổi rất lớn. Và Thuận sẽ áp dụng vào cái này trong những ngày tiếp theo để tiếp tục nâng cái cự ly mình chạy. Ok, xin cảm ơn các bạn. Và một lần nữa, không thầy đố mày làm lên. Bye bye.